Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là dòng chân của Benky có thể quay hình ngang được chụp, giúp các bạn có thể quay video hoặc chụp ảnh một cách dễ dàng. Thì bên cạnh mình đây gần nhất thì đó là chiếc chân máy Q99H của Benky, ở giữa nó là Q1000H, và bên cạnh ngoài cùng này đó là Q1000HV. Thì ba cái chân này thì có cái điểm gì khác nhau và sử dụng như nào, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn là cách sử dụng và so sánh của nó như nào. Đầu tiên đó chính là chiếc Q99H. Con này thì ra cũng gọi là khá lâu rồi. Đấy. Về cách sử dụng của dòng này thì tất cả những dòng chân máy cho máy ảnh bây giờ gần như họ đều làm theo kiểu là chân xoáy, chứ người ta không làm chân gạt theo kiểu hồi xưa nữa. Và nhiều người bảo là dòng chân xoáy này sử dụng nó khó hơn dòng chân gạt. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tất cả những dòng chân xoáy của các hãng ấy, nó giống nhau thôi. Đầu tiên mình sẽ thu một cái chân này vào đi, như như ban đầu khi bạn mở ra cho nó dễ, các bạn mình sẽ hình dung. Thì nhiều người khi mới sử dụng vuông cái dòng chân xoáy này thì người ta sẽ mở theo kiểu là mở từng đoạn một này, xong rồi kéo ra, xong rồi tiếp đoạn này nữa, xong lại kéo ra, xong rồi mở tiếp kéo ra, xong bắt đầu lại chốt vào. Vậy nó rất là lâu. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gọi là thao tác nhanh của dòng chân này. Đầu tiên là các bạn sẽ đặt cả luôn cả bàn tay này vào cái phần chân này, và mình chỉ cần nắm phép và xoáy một lượt nửa bên, xong mình kéo ra đấy, rất là dễ, xong mình lại chuốt vào rất là nhanh, và thả và khi mình thu vào thế thôi, xoáy này đặt lên cầm tới cả bàn tay, xoáy chuốt vào đấy, rất là nhanh và rất là tiện. Nhiều người ta sẽ dùng chân gạt quay, người ta sẽ không biết sử dụng cách như này đâu, thì mình dùng nhiều rồi nên mình biết. Và thứ hai, cái điểm lưu ý của dòng chân xoáy này là gì? Nhiều người là xoáy cứ ngồi xoáy xoáy đến lúc mà nó lộ hết cả gen, mà nó tụt hết cả cái chân này ra, thì đây là cái không bao giờ dùng cho dòng chân xoáy. Tất cả dòng chân xoáy mình có nghĩa là mình chỉ cần xoáy nửa bàn tay thôi, ví dụ như mình xoáy, ví dụ như cái chân này mình chỉ cần xoáy nửa bàn tay thôi, khi nó kéo lên kéo xuống thoải mái như thế này rồi là mình thôi, chứ mình đừng xoáy đến mức mà nó xoáy đến lúc mà nó tụt hẳn cả cái chân này ra, xong nó tụt luôn cả hai cái miếng nhựa gọi là miếng hãm của chân này, lúc đấy nó sẽ không lên không xuống được. Và khi mình xoáy lộ cả cái gen đấy, mình xoáy nhiều quá lộ cả cái gen này ra, thì thứ nhất là khi mình đi ra ngoài cát này, cái cả bụi này nó bay vào thì nó rất dễ bị chân nó sẽ bị zip, và dùng lâu sau này sẽ bị trờ ra, nó sẽ hỏng. Thế nên bạn lưu ý là tất cả những dòng chân xoáy các bạn chỉ dùng xoáy đúng nửa bàn tay thôi, ví dụ như xoáy kéo xuống thu lên như thế, rất là dễ, rất là tiện đấy. Tất cả những dòng chân xoáy thì mình đều sử dụng như thế nhá, chứ không phải riêng mỗi hãng này đâu. Còn thì con này có cái đặc điểm gì mà mọi người hay thích, đó là nó có thể quay ngang chụp như kiểu mình giới thiệu video. Con này thì cao tối đa của nó là 1m6, nên mình sẽ xoáy đến phần, nó sẽ có hai cái chốt như đây, chốt ở phía dưới có nghĩa là chốt gì, chốt dưới là quay ở panorama, đấy là mình có thể quay tròn xong mặt đây này, chốt chặt vào nó sẽ cố định, nó sẽ không xoay nữa. Cái chốt trên này thì để lúc mình làm gì, mình có thể kéo và mình có thu đến mức nào đó mình thấy nó hợp lý là mức mình là mình chốt vào thì nó sẽ đứng ở mức đấy. Thì con này cao tối đa của nó là 1m6. Ba con này theo thông số của hãng thì nó đều chịu tải được khoảng 8 cân. Nhưng mà 8 cân ở đây thì mình nghĩ nó là chịu tải đứng như thế này gọi là 8 cân thôi. Chứ nếu mà khi quay ngang thì nó sẽ không chịu tải được 8 cân đâu. Mà thường thì đấy là gọi là max. Maximum mình sử dụng bằng đấy. Còn nếu mà dùng chân máy nó tốt thì mình chỉ dùng ở mức dưới, chứ không bao giờ dùng ở cái mức tối đa. Thì nó sẽ tốt cho chân máy hơn. Thì cái chân này xoay ngang như thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn xoay ngang. Đầu tiên đó là cái điểm xoáy đây, mình sẽ xoáy cái chân này ra này, rút ra, xong đó mình sẽ nới lỏng ở đây, nới lỏng cái chốt phía trên này, xong mình sẽ kéo, mình kéo hẳn nó ra, đấy, nó chụp. Sau khi kéo ra thì mình muốn xoay ngang thì sao? Ở đây nó sẽ có một cái lỗ ngang, đấy, mình sẽ đút cái này và cái lỗ này, đút được cái này cho bạn nhìn nó dễ. Các bạn sẽ đút vào đây, xong rồi lấy cái chốt này chốt lại cái trục đây, quay panorama mình sẽ nới cái này ra đấy, lúc đấy mình có thấy cái trục quay ngang rồi, quay 360 độ rất tiện và rất là mượt.
cái chân này đấy mà khi các bạn dùng cái máy nhẹ thì không nói làm gì, nhưng mà khi dùng một cái máy đấy mà nó nặng hơn một chút thì các bạn nên có một cái gì đó để treo ở phía bên này, có cái móc phần này này đây, để các bạn treo đây để nó cân bằng, gọi là nó cân bằng cái trục này cho nó đỡ bị nhiều lúc để cái máy nặng đi nó sẽ bị đột nghiêng như thế này, thì lúc đấy mình sẽ có một cái treo ở bên này để giúp các bạn gọi là đối trọng nó ngược lại. Còn tháo ra thì cũng thế thôi, xoáy cái này chốt này ra, bạn rút ra và cắm ngược lại như cũ và mình chốt vào đây. Đấy là cách sử dụng cái chân này. Và cái con chân này thì nó như tất cả con chân thôi, thì nó có thể tháo được làm monopod rất là tiện, chân là rẻ, giá tiền hợp lý mà rất nhiều chức năng. Nhưng đây mình xoáy này, nó sẽ ký hiệu ở cái chân nó hình cái khóa này, đấy là cái chân có thể tháo ra được. Và mình xoay ra chiếu lại, khi mình xoáy ra thì nó sẽ thành một cái gậy monopod để cho bạn sử dụng. Và nếu mà các bạn muốn dùng nó cao hơn nữa thì để mình sẽ để cái này ở đây nhé, các bạn muốn cao nữa thì các bạn cần rút cái chân này ra đấy, như thế này, và các bạn nối nó vào nhau, xoáy nó vào nhau đấy. Thì nó thành một cái gậy rất là dài, nó có đầu môn để các bạn lắp trên máy. Còn khi nào các bạn không dùng nữa thì các bạn lắp đúng vào đây. Các bạn lại dùng thành tripod trên ba bình thường, phải nhớ chốt cái này vào. Ở cái trên này thì gọi là cái đầu buôn và cái blade. Cái đầu buôn này thì nó có rất là ba cái trục để bạn sử dụng. Ví dụ như cái trục bên này nó phải siết chặt, siết chặt lúc đấy là cái đầu buôn này nó sẽ không di chuyển được. Khi bạn lấy lỏng ra này, bạn đây quay được. Bên này cũng thế thôi. Cái to thứ hai này cũng là cái để siết chặt và để xoay đầu buôn. Cái cuối cùng thì nó là để xoay panorama. Ví dụ như bạn xoay chặt vào này, mình sẽ xoay chặt nhé, xoay chặt vào đấy, thì nó sẽ không quay được, nó sẽ đứng luôn. Nhưng khi bạn nới lỏng này ra này thì nó là quay panorama đấy, nó dùng để cho bạn quay đầu buôn. Cái dưới này thì nó cũng là quay, nhưng mà nó là quay gì, nó quay ở cái phần trục dưới. Đây là cái dòng Q95 và đây là cái blade của nó. Cái blade này thì làm sao? Mình phải tháo bằng cách xoáy trục này, mình rút ra, mình xoáy ra cái máy này, sau đó mình đặt vào, mình chốt vào, chốt chặt vào. Đấy. Đây là những cái gì của cái chân Q95. Còn bên cạnh nó thì nó mới ra là bản hai bản, gọi là bản nâng cấp của dòng 99H, thì đó là Q1000H và Q1000HV. Thì ở giữa này, so sánh thì con quy tất cả ba con chân này thì tất cả những cái thanh trục này của nó thì nó đều bằng nhau, độ to bằng nhau, tải trọng thì cũng bằng nhau. Và một đặc điểm là con 99H và con 1000H thì nó dùng chung đầu môn, thì nó khác nhau ở điểm gì? Tất cả chân phần dưới và tháo ra là monopod thì nó giống như vậy. Con 99H thì mình không giới thiệu lại nữa, mình sẽ giới thiệu cái khác nhau ở điểm gì. Đây là độ khác nhau của nó này. Con Q99H thì nó cao tối đa của nó là 1m6. Còn con này nó cao tối đa của nó là 1m8, thì là hơn 20 phân. Đấy. Mình sẽ chốt. Rất là cao. Chốt đây nào. Nó cao được hơn con kia là 20 phân. Để cho những các bạn nào mà thích dùng cao thì bạn dùng chân này, và còn nếu mà người dùng bình thường thì bạn có thể dùng chân như con Q9H này. Mà thật ra thì có cao thì nó có cái lợi thế là nó cao hơn, chứ còn càng cao thì nó lại càng yếu vậy nhé. Càng cao đặt đồ lên bao giờ cũng bị rung, càng yếu. Đấy. Giờ mình sẽ thu xuống. Lợi thế của nó cao, chính vì vậy cái trục ngang của nó cũng sẽ cao hơn cái trục ngang của thằng Q9H này khoảng 20 phân. Đây là trục ngang của Q9H thôi, luôn luôn lắp ở cái mức ngang tầm này thôi, nó không cao được thì con này nó sẽ lắp được cao đến mức ở tầm trên này, nó sẽ cao hơn 20 phân nữa. Đấy là cái lợi thế
Đấy, thứ nhất là hai con này là hai cái khác nhau của hai con này, gần như thì nó chỉ có hơn mỗi cái thế thôi. Về con 1000H này, con 99H thì nó chỉ hơn nhất ở phần độ cao thôi, còn về cái mở chốt xoay ngang thì nó cũng gần như nhau, không có gì khác nhau cả. Đấy, mình cũng là xoáy ở cái chốt này thôi, xoáy cái chốt này. Đấy, xong mình rút ra, và mình cho đúng vào cái điểm xoáy tròn đấy, cái chốt ngang. Đấy thì nó khác nhau mỗi điểm đấy thôi, chứ nó không có gì hơn cả. Bên ngoài cùng của mình thì nó là chiếc Q1000HV, thì nó khác và giống nhau giữa hai cái chân kia là điểm gì? Thứ nhất là hai con Q99H và con Q1000H này nó dùng chung nhau cái đầu này, nó dùng chung nhau cái đầu bôn, nó giống y hệt nhau. Khác nhau một chút là cái chân. Thì ngược lại thì con Q1000HV này của mình giống cái con Q1000 này ở điểm là nó dùng chung, hai con này dùng chung nhau y nguyên nhau cái chân, khác nhau một cái đầu bôn. Thì con này có thêm cái phần tay quay. Thì sử dụng cái dòng tay quay này như thế nào? Cái này là dòng chốt chặt, khi mình chốt chặt vào thì nó sẽ không gật lên và xuống được. Đấy. Khi mình nới lỏng ra thì có thể lên xuống tùy ý. Bên cạnh nó thì nó sẽ có phần trục ở dưới cùng đây này. Thì nó là trục, gọi là trục panorama. Panorama của gì? Panorama là của cái trục ở phía dưới này nhé. Đấy, là cái trục phía dưới này. Khi mình xoáy chặt vào, cố định vào thì nó sẽ không xoay được. Lúc đấy thì còn cái trục phía bên này của mình ở phía trên con này một chút thì nó trục để kéo lên, kéo cao lên. Mình thích cao đến mức nào thì mình phải chốt nó lại. Bên cạnh trên cái đầu bôn thì còn một trục nữa, trục này là gì? Trục panorama của cái đầu bôn này, nó chỉ quay một cái đầu bôn thôi, nó không quay cái trục này nữa. Cái này quay cả cái trục, còn đây nó chỉ quay một cái đầu bôn thôi. Chốt chặt và là cố định, không quay được. Nó làm ra là quay. Ở phía này thì nó có phần chốt, chỗ này thì gật lên xuống như các bạn đã biết rồi, thường nói chốt chặt và là cố định không mới được. Và bên cạnh phần tay cầm nó có một chút nữa, chỗ này để làm gì? Khi bạn xoáy ra này, nó sẽ nghiêng được máy, sẽ thành nghiêng như này, gấp xuống này. Khi chốt chặt vào nếu nó cố định nó sẽ không gấp được xuống nữa, bạn nên lấy lỏng cái này ra, hạ xuống và chốt chặt lại. Cái nó thì cái này là tháo giống như dòng trên kia thôi, nó là dùng để tháo cái phần blade ra xoáy vào máy, và mình nắp cái này vào và mình lại chốt chặt vào. Ở điểm đây thì nó có điểm vòng tròn này để làm gì? Vòng tròn này là xoay để mình có thể kéo được cái trục phần dưới lên. Nó sẽ phân làm hai trục nhé, trục này nó lên và trục này nó lên. À, thì nó lên đây và mình chốt bằng cách xoáy cái trục này, thu hạ xuống như thế, mình có thể xoáy lên bằng như này là hạ xuống. Còn mình chốt ngược lại, vòng này đây mình muốn cho thấp xuống, xoáy cái trục bên cạnh này, hạ thấp xuống. Thì con này nó khác hơn một chút so với cái dòng con Q9H là cái phần tháo cái trục, gọi là trục giữa. Và mình sẽ xoáy, mình cũng xoáy. Đấy, mình xoáy cái vòng này ra. Xoáy ra thì mình sẽ có một cái điểm chốt đây, mình sẽ xoáy chỗ này một vòng, nó kêu cạc một cái, đó là trục mở khóa. Sau đó mình sẽ nới lỏng cái lòng này, nới lỏng cái vòng tròn này ra. Đấy, mình có thể chốt được cả cái trục tròn này ra. Đây mình sẽ cắm vào cái này, mình lại chốt và mình lại xoáy chặt cái này vào đây cho nó đỡ bị ra. Bạn muốn lắp thành trục ngang thì rất là dễ thôi, lúc đấy thì bạn sẽ lại chuyển sang cái trục thứ hai ở phía trên, đó là mình xoáy lỏng cái trục thứ hai ra, xoáy hai cái ra và mình rút, xoáy lỏng trục này ra, mình rút, rút sẵn cái trục này ra. Mở khóa cho nó vào, rút hẳn ra. Và mình cũng y con 99H trên thôi, mình cho điện vào. Mình cho đúng cái bạn điện vào.
thì nó sẽ ảnh hưởng chung. Đây, nó sẽ có phần tay quay cho mình là mình quay 360 độ. Đặt lên là xuống tùy ý. Còn bạn muốn nó chụp nó cao hơn thì đấy, xoáy cái phần chụp này ở giữa này, kéo lên đó. Để bạn nào cần gì thì bạn chốt lại sẽ cao hơn. Đấy là điểm khác nhau và giống nhau giữa ba cái chân. Thu lại thì mình cũng thu, tháo ra như thế nào thì mình nắp lại nguyên nó thì cũng như thế, xoáy vào đây không phải giả. Có hình cái mũi tên ở đây thì mình đấm chân đúng cái điểm màu trắng của nó đây, nó ký hiệu hết này. Đây, mình thả đúng cái màu trắng này đó là nó vào như bình thường rồi. Đấy là nó chỗ này ra nó hạ xuống đây. Xoáy lại cái phần chốt cho nó. Đây là tất cả những gì mình hướng dẫn sử dụng của ba đánh đồng trên ngang dòng Benki. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.